Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Mấy Nhỏ của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Mình sẽ tìm và quay clip 10 cái tổ chim cho mọi người xem nha. Chim nào mà lớn có lông cánh rồi mình bắt ra cho mọi người xem luôn. Còn mà nó mới nở thì mình không bắt nha. Với lại nó có trứng thì mình không có đụng vô. Tại mình đụng vô thì nó sẽ bỏ ổ. Bỏ ổ nó đi luôn. Tội nghiệp nó lắm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm 10 cái tổ chim trong 1 tiếng đồng hồ. Mọi người nhớ theo dõi clip này nha. Let's go. Đây là cái tổ chim đầu tiên mình thấy nó nằm dưới đất, nó làm rất là đẹp luôn, nó nằm trong hang đất. Bây giờ mình soi kỹ cho mọi người xem nè, trong này có hai con chim con. Tối quá tại nó nằm sâu quá. Để mình mò ra cho mọi người xem luôn. Chim đây rất là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy không? Tại nó tối, nó hang trong hang sâu á, mọi người thông cảm. Mình chỉ soi đèn pin như thế này thôi. Chim nó còn non nên mình không có đụng vô là nó chết luôn á mọi người à. Đây bên ngoài có một con chim mẹ. Chim mẹ nó đang đứng. Nó đứng trên cây đó mọi người. Con chim này rất là đẹp luôn, nó có màu đen nhìn giống như chim cảnh vậy đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đi tìm cái tổ thứ hai nha. Tại vì mình đứng đây là nó thấy ổ mình phá ổ nó là nó bỏ nó đi luôn. Đây là cái tổ chim thứ hai nè mọi người. Ở trong này có một con chim. Để mình bắt nó ra cho mọi người xem luôn. Đó. Chim này là chim gì mình không biết nha, nó ở dưới đất. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Mọi người thấy đó. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và dễ thương. Bay đây con. Đó, mọi người thấy giống cốc tuổi không? Nhìn dễ thương không? Đó, nó chạy à. Chạy té lên té xuống như em bé mới tập trứng. Đây khuyến mãi cho mọi người một cái trứng. Đây là cái trứng chim. Mà chắc đây trứng này trứng thúi rồi. Trứng này mà ăn vô thúi vỡ mồm. Nhảy luôn mọi người, ghê không? Tập bay luôn đấy. Giờ mình đi tìm cái tổ thứ ba nha. Đây là cái tổ thứ ba này mọi người. Cái tổ đây nó làm lỗ đất. Nhìn rất là sâu. Mọi người coi có con chim nè. Sâu khoảng một cánh tay của mình luôn á. Ở trong đây rất là sâu. Chim này loại chim quý đó mọi người. To lắm. Trong đây có ba con nữa nhưng mà nó làm sâu quá mình soi không thấy cho mọi người thấy rõ được. Mình soi một con này nó nhóng lên nó rồi ăn nè. Đó. Con này to lắm mọi người ơi, nhìn chim này chắc như chim quý nè. Đấy nó lớn lên rồi mình quay trở lại mình làm clip cho mọi người xem nha. Rồi để mình đi tìm tổ chim thứ tư. Đây là cái ổ chim thứ tư mà mình đã phát hiện nè mọi người. Đó. Ở trong này có hai con chim con để mình bắt ra cho mọi người xem luôn. Có con mọi người nói cái tổ không nữa. Chim con rất là nhỏ, nó còn rất là nhỏ luôn. Nó xíu xíu à. Hình như là nó mới nở tầm 1-2 ngày thôi. Rất là nhỏ. Chim còn bé lắm. Giờ mình bỏ nó vô lại nha. Cái này nó chết. Cái tổ này là cái tổ thứ tư nha mọi người. Chứ không phải là một cái tổ mình quay cho mọi người xem hoài đâu nha. Mới công mọi người hiểu lầm mình đây. Cái tổ đây nó nằm ở ngay chỗ hồ nước nè. Đây là cái tổ chim thứ năm nè mọi người. Nó làm ngay gốc cây bồn bồn. Nó có ba trứng nó chưa nở con nè mọi người. Chắc nó sắp nở rồi. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó làm ngay đường mặt đường luôn. Mọi người xem nè. Xe của mình để đây nè. Đó. Giờ mình tiếp tục đi tìm nha.
Đây là cái tổ tiếp theo, cũng là tổ thứ sáu này mọi người. Cũng có ba trứng luôn. Hình như chia loại chim đất này nó sẽ đẻ ba trứng như vậy á. Hồi nãy tổ thứ năm thì ngay chỗ cây bồn bồn, chỗ này cây gì mình không biết nha. Cái tổ tiếp theo là cái tổ chim cu rừng nha mọi người. Chim cu thì mình biết rồi, tổ này thì mình thường xuyên rồi. Đây mình bắt nó ra. Đây là cu rừng. Đây là tổ thứ 8 rồi mọi người. Cũng có hai em luôn, bắt ra luôn. Chim mà chim đất. Mình không biết chim gì. Chết cha, nó lại ỉ rồi. Bà ư. Vãi cức. Hai con ỉ hai cục. Thì mình bắt ra luôn. Nhìn rất là dễ thương luôn mọi người. Còn hai ổ nữa mình đi tìm luôn nha. Đây là tổ chim thứ 9. Tổ chim thứ 9 có 3 trứng. Lấy trứng ra cho mọi người xem luôn. 3 trứng này mọi người. Vậy là còn có một cái tổ chim nữa thôi nha mọi người nha. Còn cái nữa mình đi tìm. Đây là cái tổ chim thứ 10 nè mọi người. Tổ chim cuối cùng nè. Nhìn nó rất giống là tổ sóc. Nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Tổ đây là tổ chim, chim mè. Con chim mè áo da đỏ. Hồi nãy mình thấy nó đứng hai con nó đứng đây nó bay ra nè. Nhưng mà cái tổ này thì mình không có thể nào mà cho mọi người xem bên trong được, tại vì nó làm rất là rậm rậm rạp, nhìn thấy nó làm kỹ lắm mọi người ơi. Mình mà lấy ra cho mọi người xem là mình móc banh cái tổ ra luôn á, là nó bỏ ổ đi luôn à. Mình nghĩ chắc nó có con hay có trứng trong đó thôi. Cái lỗ này, cái lỗ nó ra nó có hai cái lỗ mọi người. Một cái lỗ đằng trước lại một cái lỗ đằng sau nữa. Nếu mà mình thọc vô bắt đằng trước á thì nó bay ra đằng sau. Chim này nó làm tổ rất là khôn. À, mọi người, mình đã xong phần thử thách của mình là trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình tìm được 10 con chim nha. Đó, mình đã tìm được 10 tổ chim trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chưa được đúng 1 tiếng đồng hồ đâu mọi người à, chỉ tầm khoảng 40 phút thôi, chứ chưa được 1 tiếng đâu. Đó, đây là cái những con chim mà mình đã bắt lại. Mình đã bắt lại cho mọi người xem. Đó. Có những chim nhỏ nữa là chờ tổ mà nó chưa nở, nó có trứng, mình không có đụng vô, mình đụng vô sợ là nó bỏ đi, hoặc là mình đụng chim nó mới nở nhỏ quá mình đụng vô nó chết mọi người. Đây mình quay chim cho mọi người xem nha. Mình bắt được 5 con. Mà con chim này là con chim đất. Mình không biết chim gì. Nó là chim đất. Con này sắp chuẩn bị bay rồi. Sắp bay rồi. Nó lành lắm. Nó kêu chít chít. Rất là dễ thương. Còn con này cũng vậy. Con này là con chim đất luôn. U mai chuối nào ý lên mình nó nè. Cũng nó cũng dòng loại dưới đây tại vì nó hơi giống giống. Con này cũng vậy. Con này cũng vậy luôn. Còn đặc biệt là hai con chim này là hai con chim cu, cu rừng, cu mồi á. Con này thì nếu mà ra bán thì nó cũng có giá trị lắm mọi người. Người ta cũng thích nuôi từ con nó lớn lên thì nó đi làm bẫy thì làm mồi thì nó lại ngon hơn. Hai con mình bắt được hai con. Thường thường cu nó làm tổ một tổ là hai trứng nữa hai con. Con này cũng vậy. Nhìn nó rất là dễ thương.
Sau phần video này mình sẽ mang mấy con chim này bỏ lại trong tổ cho mẹ nó nha. Cho mẹ nó, chở nó, mẹ nó đi ăn rồi, buổi sáng thì mẹ nó đi ăn. Nhưng mà tí nữa mẹ nó ăn no rồi về không thấy chim con, nó sẽ bỏ tổ. Mình sẽ bỏ lại chim trong cái tổ, chứ mình không bắt nó để làm gì nha mọi người nha. Nhiều bạn cứ vô bình luận nói là mình ác này kia. Không có đâu nha, mình chỉ làm video cho mọi người xem thôi. Còn sau phần video là mình sẽ đi bỏ lại trong tổ cho nó nuôi. Chứ mấy con chim này mình đem về mình nuôi cũng không có sống đâu, nó chết rồi. Với lại nhìn nó rất là tội mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mà mọi người yêu mến mình thì cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mọi người có cái ý kiến gì thì mọi người cứ bình luận bên dưới nha. Mọi người có cái chủ đề gì đó mà mọi người muốn mình đi làm cho mọi người xem á, thì mọi người bình luận bên dưới mình sẽ đọc. Bình luận đó mình sẽ đi làm và thử thách cho mọi người xem. Bây giờ mình đi bỏ mấy con chim vô tổ nha. Bỏ lại cho mẹ nó nuôi. Bye bye, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.